Xin chào tất cả mọi người. Nếu mà nhà mọi người đang có một cái góc trống như thế này và mọi người đang phân vân á, là không biết nên trang trí cái góc này làm sao cho nó bớt trống nè, nhìn nó có thẩm mỹ hơn, thì mọi người hãy tham khảo cái mẫu tủ rượu gốc mà ngày hôm nay em quay cho mọi người xem nhé. Và đây chính là cái mẫu tủ rượu mà ngày hôm nay em muốn quay cho mọi người xem đây ạ. Với thiết kế rất là đẹp, rất là đơn giản. Và sản phẩm thì có kích thước cao tổng là 2m23, chiều sâu á, là 80. Và cái chiều ngang qua như thế này á, là 1m12. Và ở đây thì chúng ta sẽ làm nó với cái chất liệu là gỗ gõ đỏ, được nhập khẩu từ Nam Phi. Gỗ thì đã được bên em tẩm sấy rất là kỹ lưỡng rồi, cho nên hạn chế được tối đa cái tình trạng mà nứt nẻ, cong vênh khi mà sử dụng nội thất gỗ như mà mọi người thường thấy. Và tủ thì nó sẽ được thiết kế rất là đơn giản thôi, nó cũng không cầu kỳ quá. Ở phần trên á, thì nó sẽ có hình những cái hoa văn đó. Và ở phần dưới á, thì nó sẽ được chạm nổi hình ảnh tứ quý như là tùng trúc cúc mai nè. Nhìn nó rất là đẹp và nó mang lại cái phong thủy tốt cho gia chủ ha. Và công dụng của chiếc tủ này thì tất nhiên là nó sẽ chứa rượu và nó sẽ chứa những cái món đồ trang trí mà mọi người thích ở phía trong đây. Đó. Và phần mặt ở phía trên thì nó sẽ là mặt kính nha cả nhà. Đây, mặt kính. Và ở đây nó sẽ có ổ khóa để cho mọi người mở ra như thế này. Đó. Ở trên đây thì nó sẽ có cái chốt. Ở đây nó cũng sẽ có chốt luôn ha. Đó. Đây, đây là cánh tủ. Và ở phía trong này thì nó sẽ chia làm 3 ngăn. Và cái đợp ở đây là đợp gỗ. Khi mà mọi người muốn ở đây là đợp kính thì vẫn được nha. Thì bên em vẫn có đã nhận đặt hàng. Và ngoài ra thì mọi người có thể lắp thêm đèn ở phía trên đây cho nhìn tủ nó sáng sủa hơn. Thì mọi người có thể xem được rất là rõ những cái phần gỗ bên trong được bên em làm rất là kỹ này. Đấy, phần đột gỗ thì rất là chắc chắn. Cái này thì không có thể tháo rời nha mọi người. Mỗi một tầng thì nó sẽ có diện tích rất là lớn để cho mọi người có thể tha hồ để những cái món mà mọi người yêu thích như là đá quý nè hay là những cái chai rượu quý. Đó. Và chúng ta sẽ đóng lại cái đã. Đây. Tay nắm thì sẽ là tay nắm hoa văn. Và ở phía dưới đây nó sẽ có thêm một cái ngăn tủ kéo để cho mọi người có thể để đồ. Ngoài thì là hoa văn. Và phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái phần học tủ rất là lớn để cho mọi người có thể dự trữ được rất rất là nhiều đồ ở phía đây. Đó. Mọi người xem ạ. Phần xương của tủ thì cũng được làm rất là chắc chắn. Và cái sản phẩm này thì em sẽ bảo hành cho mọi người là 5 năm và bảo trì là trọn đời ha. Đây. Và với cái mẫu tủ rượu này thì nó sẽ thích hợp với những anh chị nào mà mình có những cái phần không gian tam giác bị rỗng mà mọi người không biết để gì ở trong đây. Và nếu mà mọi người có những cái yêu cầu khác về chất liệu như là mọi người muốn làm cẩm lai hay là mọi người đang muốn làm mung á, thì bên em vẫn có nhận nha. Bên em hình như có một cái mẫu này gỗ cẩm lai hình như giá đâu đó tầm 60 mấy 70 mấy triệu, thì mọi người có thể tham khảo trên website của em. Hoặc là nếu mà mọi người quan tâm sản phẩm này và muốn tư vấn trực tiếp thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline của em là 0908 356 119 để em có thể tư vấn cho mọi người. Và hoặc là mọi người có thể đến ở cửa hàng em luôn, là địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Ở đây thì em có trưng rất là nhiều những cái sản phẩm cho mọi người tham khảo. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở đây nhé.